Trong hai ngày 16-17 tháng 3 nhằm mùng 7-mùng 8 tháng 2 âm lịch, Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam Hội An 2024 diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách. Cùng với lễ cúng thần nông tạ ơn đất trời, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Tại Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam Hội An 2024, người dân và du khách được tham quan trải nghiệm, thưởng thức các món ăn được chế biến từ bắp, cũng như các sản phẩm đặc sản khác của Cẩm Nam như bánh đập, hến trộn, đồng thời trải nghiệm hái lọc bắp. Tôi sinh ra và lớn lên từ quê hương Cẩm Nam và về tham gia là chứng kiến một cái hội rất là hoành tráng, quy mô, nhất là những cái mặt hàng chế biến từ bắp rất là đa dạng và phong phú. Ngày hội hôm nay rất là tuyệt vời và mong cái ngày hội hôm nay là thành công tốt đẹp và lan tỏa cho mọi người, để mà những năm sau có những ngày hội như thế này thì mọi người đến đông hơn để ủng hộ cho lòng bắp của Cẩm Nam. Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam Hội An 2024 cũng là dịp để phát huy văn hóa ẩm thực của địa phương, trong đó có sản phẩm bắp nếp gắn với nghề trồng bắp truyền thống độc đáo của vùng quê Cẩm Nam. Bên cạnh đó, giới thiệu hình ảnh con người Cẩm Nam, tạo sản phẩm du lịch để thu hút du khách đến với Cẩm Nam nói riêng và thành phố Hội An nói chung. Mục đích là nhằm quảng bá các sản phẩm bắp nếp của Cẩm Nam Hội An đến với bà con nhân dân và du khách gần xa. Về các sản phẩm bắp, đồng thời đây cũng là một cái nét văn hóa truyền thống của người dân nơi đây. Dần dần chúng ta sẽ tạo nên một cái thương hiệu du lịch của Cẩm Nam. Hy vọng là trong thời gian đến thì nó sẽ được phát triển thường xuyên và sẽ thu hút được bà con đến với Cẩm Nam nhiều hơn. Trong chương trình Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam Hội An 2024 còn có các gian hàng sản phẩm ô cốp, trò chơi bài chòi và các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ người dân và du khách.